Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự ngày 1 tháng 9 năm 2022 của Ban Việt ngữ Đài Truyền hình Tự Do với những nội dung chính sau đây. Đài Loan bắn hạ drone Trung Quốc ở quần đảo Kim Môn. Tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli của Mỹ đến Singapore sau khi đi qua Biển Đông. Bác sĩ mắt người Nhật giúp chữa trị dân Việt được trao giải Nobel châu Á Magsaysay. Trong tiêu điểm nổi bật hôm nay, chúng tôi mời quý vị theo dõi bài ghi nhận Nghệ An hố tử thần trong nhà dân Gò Đồng. Quân đội Đài Loan lần đầu tiên bắn hạ một máy bay không người lái dân dụng xâm nhập vào không phận của họ gần một hòn đảo ngoài khơi bờ biển Trung Quốc hôm 1 tháng 9. Chính phủ Đài Loan cho biết họ sẽ không kích động hoặc leo thang căng thẳng, nhưng gần đây đặc biệt tức giận bởi các trường hợp máy bay không người lái của Trung Quốc bay trên các chốt gác của binh lính và quay phim tại các hòn đảo do Đài Loan kiểm soát gần bờ biển Trung Quốc. Bộ chỉ huy phòng thủ Kim Môn, một nhóm đảo do Đài Loan kiểm soát đối diện với các thành phố Hạ Môn và Tuyền Châu của Trung Quốc, cho biết trong một tuyên bố do Bộ Quốc phòng Đài Loan công bố rằng máy bay không người lái đã xâm nhập vào vùng không phận bị cấm trên đảo Sư Tử sau buổi trưa ngày 1 tháng 9. Theo hãng tin Reuters, binh lính trên hòn đảo cách Hạ Môn Trung Quốc chỉ 4 km cố gắng cảnh báo để chiếc drone này rời đi nhưng không có tác dụng, vì vậy đã bắn hạ và phần còn lại rớt xuống biển. Tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli của Hải quân Hoa Kỳ sau khi đi qua Biển Đông này đang có mặt tại căn cứ Changi của Singapore để tiến hành chuyến thăm tiểu quốc này. Mạng USNI News loan tin ngày 31 tháng 8 như vừa nêu và cho biết đây là lần đầu tiên chiếc USS Tripoli của Mỹ cập cảng Singapore kể từ ngày 25 tháng 7, khi nó đến căn cứ hải quân White Clock ở Okinawa, Nhật Bản và tiếp nhận đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 31. Tàu USS Tripoli hiện đang mang theo các chiến đấu cơ MV-22B Earl Grey và CH-53E Super Stallion. Trước đó, kể từ khi được điều động, tàu đã được các trực thăng MH-60S Skyhawk. Trong chuyến điều động ở Thái Bình Dương, USS Tripoli cũng đã hoạt động theo dạng tàu sân bay hạng nhẹ, mang theo ít nhất 12 chiến đấu cơ F-35B. Bác sĩ mắt người Nhật Hattori Tadashi là một trong những khôi nguyên giải thưởng Raymond Magsaysay năm nay. Giải này được ví như Nobel phiên bản châu Á. Hãng tin AP loan tin từ Manila vào ngày 31 tháng 8 dẫn công bố của ban tổ chức cho biết, ngoài bác sĩ mắt người Nhật Bản Hattori Tadashi, ba khôi nguyên khác của giải Raymond Magsaysay năm nay là bác sĩ tâm lý người Campuchia Sotherara Chim, bác sĩ nhi khoa người Philippines Bernadette Madrid và nhà làm phim Gary Benchergib. Chủ tịch Aurelio Montinola của sáng hội giải Raymond Magsaysay phát biểu rằng những khôi nguyên của giải năm nay là những người thách thức mọi ranh giới xã hội, vô hình gây chia rẽ, tách biệt. Họ đã có những sáng kiến và biện pháp tạo nguồn cảm hứng nhằm kiến tạo nên nối kết. Bác sĩ mắt Hattori Tadashi vào năm 2002 trong chuyến thăm Hà Nội đã thấy não lòng trước cảnh tượng nhiều người dân ở làng quê Việt Nam bị mù do không được chữa trị. Sau đó, ông tiến hành gây quỹ, huấn luyện chuyên gia và tài trợ trang thiết bị chữa mắt cho các cơ sở chữa bệnh địa phương. Ông được giải vì đã khởi sự, nỗ lực giúp điều trị về mắt cho hàng ngàn người dân ở làng quê Việt Nam. Vừa rồi là những sự kiện diễn ra trong ngày. Sau đây mời quý vị đến với phần tiêu điểm nổi bật. Thưa quý vị, hàng trăm hộ dân ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An bất an khi ngay dưới nền nhà xuất hiện hố tử thần. Họ lo lắng những tháng tiếp theo nếu nhà nước không có giải pháp, càng nhiều hố tử thần sẽ xuất hiện. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây của chúng tôi. Từ cuối tháng 5, đầu tháng 6, hàng trăm hộ dân sống tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An phát hiện các hố tử thần rộng chừng 8 mét ở ngay trong nhà hoặc nền đất của mình. Tình trạng sụt lún, nứt nẻ trên cũng xảy ra tại nhiều gia đình ở bản Na Hiên. Lún này thì cũng mới bị thôi. Nhưng mà ở dưới Na Hiên thì nghe cùng họ cũng nói lâu rồi, nhưng mà đây thì mới thôi. Cấy xuống đi, lại cấy xong lại hắn bị rồi thôi. Có nhà bà này là có nứt nẻ hết trong nhà ngang của con ngủ á. Lại nứt hết, nứt lên cả tường nữa, lại cái trong nhà ni lại ta dầm xuống đi này làm pục rửa lại sử lắm rửa, không muốn ngồi trong nhà nữa.
ai cũng bị nhưng mà chưa hẳn chưa lún. Ở cái nhà ông đây, ông Nga đấy thì cũng lún một đám ruộng thôi. Ở nhà bà thì chưa lún nhưng mà nứt nẻ hết. Bà không biết cái chi, ở nhà thì cứ thấy nứt nẻ nhà nữa thì cứ ở nhà thôi, không đi mô thì không biết sụp. Ôi chà, sụp lún trước này, sụp lún này dây ruộng nhá, sau này sụt lún này cái dây này cũng ruộng, sau là đến nhà. Nè, đến nhà, dư là nhà nó họ lấp rồi, nó còn một nhà chưa lấp, nó còn hố sâu. Nè chú ạ, à, nếu sang nhà coi thì nhà nứt này, nhà thì nói như chú có chú này, ông thì làm việc với họ mà nhà này sụt lún mà họ không đến giảm ngó cho. Nè, sau là mấy chú ấy địa chất á, ông đi hỏi mấy chú địa chất là về họ mới đến xem nhà cho. Nè, dư là họ nói nhà ông tường thế này, dư nó còn một hố sâu. Đó, còn đang còn một hố sau ông không cho họ lấp. Nhiều người dân cho biết cách bản Na Hiên không xa là mỏ khai thác quặng thiết thung lùng của công ty cổ phần Tân Hoàng Khang. Doanh nghiệp này đã đào 3 đường hầm siêu khủng xuống lòng đất để khai thác quặng. Họ đặt nghi vấn đó là nguyên nhân gây ra sụt lún, xuất hiện hố tử thần trong khu vực. Có chứ, sự chứ, mà khi mô trời mưa lại không muốn ngủ, sự lắm. Ôi giờ lại mong muốn chi, muốn làm cho họ nghỉ đi thôi, đi xử lắm, không muốn cho họ làm cái quặng đi nữa. Họ làm quặng đi là mới bị thôi, không được trước nữa là không bị cái chi. Hôm qua họ mới đến xem, nhưng mà còn nhà cửa thì bây giờ sụt thì cũng vẫn cứ đang phải ở tạm thôi, chứ còn thì nhiều lúc mưa gió thì cũng không dám ở cái nhà dưới đó, cũng phải lên trên cái nhà mà nó nứt vừa vừa. Nói chung là ba nhà là bị hết rồi, via sân nhất là bị hết rồi đó. Nhưng mà tôi biết là tình hình họ giải quyết thế nào thì cô cũng chưa rõ được, thì còn đang giờ còn đang chờ đó thôi, chứ còn không biết sao được. Có gì coi như cứ trời động mưa cái là cái nhà dưới là không dám ở. Thì họ nói là chưa biết nguyên nhân thế nào, giờ còn đang đi khảo sát đó, không biết đâu. Khô cạn cả giếng. Mà trước họ làm quặng là khô cạn cả giếng. Công ty quặng mà họ làm dưới này không biết họ làm chỗ mô làm dưới này không có cả nước. Sợ chứ, ban đêm ngủ có ngủ được mô, sợ lắm. Trời mưa to là cùng sợ này chú ạ. Nhất là đấy, tháng 7, tháng 8 này nè, sụt lún là lún cả nhà nè. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Châu Hồng, từ năm 2020, việc khai thác quặng của công ty Tân Hoàng Khang cũng khiến giếng trong địa phương cạn trơ đáy, sụt lún ruộng. Tình hình nước ăn là bị từ năm 2020. Thế nhưng mà từ 2021 đến giờ là thấy nhà trước là nó cứ dần dần nó nứt. Chứ còn cuối từ giữa năm 20 là nước ăn thì cứ tự nhiên là giếng là của dân là cứ khô hết. Thì cũng cứ tưởng là do thời tiết, nhưng mà về sau thì thời tiết mưa xuống thì cũng vẫn nước vẫn không có. Thì có lẽ là do họ khai thác nước ngầm hoặc là khai thác quặng họ bơm hết đi thì có lẽ là bà con không có nước ăn thôi. Nguồn nước họ làm quặng ở dưới nước ngầm gọi là nước ngầm. Mà dưới nước không có nước uống là họ mất cái nước nguồn về chỗ uống. Mà họ không làm thì có nước uống này dưỡng lại đầy rồi. Mà nhà thì không biết sụt lún khi mô. Mà nhà thì lo nhất thì trời mưa chú ạ. Ai cũng sợ. Sợ lại là có khi là tụt cả nhà xuống lại, không biết. Nè. Ủy ban Nhân dân xã đã có gần 30 báo cáo ghi nhận những dấu hiệu bất thường gửi lên cấp trên. Đến thời điểm chúng tôi ghi hình vào gần cuối tháng 8 năm 2022, việc sụt lún vẫn đang tiếp tục diễn ra. Nhiều người dân hiện đang cho biết họ mong nhà nước sớm đưa ra giải pháp để người dân ổn định cuộc sống. Thì tất nhiên là không phải riêng mình cô, mà nói chung tất cả bà con cũng mong muốn là xem là cấp trên này có hướng nào giải quyết, một là đền bù hoặc là hai là di dời gì đó, thì cái nếu mà nó mà hư hỏng nhiều thì di dời cho dân đi chỗ khác, mà hỏng vừa khắc phục được thì khắc phục để cho bà con. Chứ bà con thì cũng nói thật chứ bây giờ không muốn di dời, vì bây giờ di dời thì cũng cả một cái tập thể lớn này thì cũng khó. Bây giờ chỉ có cái là bây giờ cái hướng khắc phục nhà nước khắc phục thế nào thì cho dân là cuộc sống cho nó ổn định thôi. Mong muốn là họ cho họ, một là họ cho
dư dân. Thứ hai là đền bù cho chứng giáng. Nè, nhà thôi. Có nhà thì được tiền, có nhà thì họ hỗ trợ cho. Nè chú ạ, có nhà được 100 triệu, có nhà thì không đủ được đồng nào. Mà nhà thì nứt này, sắp đổ cả nhà nhà gỗ này. Dư nhà gỗ sắp đổ lên buộc lại thôi. Còn nhà họ lại nứt nhiều là họ làm cái đơn cái kiện chỉ là họ lại trả tiền cho. Còn bên nhà bác này không có. Nè. Hôm tháng 6, ông Hồ Văn Tú, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ, trả lời trên tờ Tuổi Trẻ về việc hố tử thần xuất hiện ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An rằng nguyên nhân sụt lún xuất hiện hố tử thần là do hạ thấp mực nước ngầm trong lòng đất. Khi các hang caster thông nhau thì tự nhiên mạch nước ngầm bị tụt. Tuy nhiên, việc khai thác khoáng sản có phải là nguyên nhân dẫn đến mực nước ngầm hạ thấp hay không còn phải nghiên cứu thêm. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ đã trong tự do hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook RFA Tiếng Việt.